Đức Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ. Luca chương 6 từ câu 12 đến câu 16. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Alphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Dân chúng kéo đến cùng Đức Giêsu. Luca chương 6 từ câu 17 đến câu 19. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra chữa lành hết mọi người.